Hello và welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi từ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher 3D. Shut the fire. Yeah, let's go. Wow. Một bức tượng của bà ta rất là đẹp. Hard at work. Yoo-hoo, sweetie! You're doing amazing! Wow. Oh, you fool! I'm playing you like a fiddle! Joker! Time for some self-care! Let's go! Okay. Bây giờ mình phải đợi ông ta đi, lúc đó thì mình mới sử dụng cái này được. Nếu mình đến gần thì sẽ bị ông ta bắt ngay. Rồi, ông ta đi rồi. Sẽ là trao đổi cái này, trao đổi cái bát này. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Let's go. Thank you.
Wow, một con zombie. Okay. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Yeah, what's so good? No way. You win. Lấy một khẩu súng Equis, upgrade đi. 140. Tiếp tục. Start game. Shoot and counter.
ok, đây có tất cả là 3 người thôi. CTC. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ tư, Big Guy, Isanta. I was just so. Okay. Let's go. Big Guy đang leo mình, bắt đầu ảnh luôn. Luke. Ogrinke. Ok, và trong này có một chiếc hammer và là một chiếc búa. It is to rise in this range of night.
Đó các bạn, sau đó các bạn lại đọc hết những cái này ra. Ok. Mình xin xem là dưới này còn cái gì không. Không có lỗ gì cả. Oh my god. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Your ticker. To zombie. Let's go. Okay. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, It's Horror Club. Đây là một tựa game kinh dị khá là hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Shut the door. Rồi, ở đây thì có một... miếng sắt.
sensitivity, nó là điều chỉnh chuột. Mình sẽ mở cái này ra. Một phần. Ok, bắt buộc mình phải tìm thêm một viên gạch nữa. Sau đó thì mình mới dám mở cánh cửa ra. Đây rồi. Bắt đầu mở cửa ra thôi. Đây là một cánh cửa bằng đá. Chiếc chìa khóa, let's go. Ok. Đi sâu bên trong. Sẽ dùng chiếc xẻng này đào đây xem có gì không. The Book of Shadow. Đây là một cuốn sách như kiểu là một cuốn sách gọi linh hồn. Như kiểu cuốn sách bóng tối. Ok, tiếp tục nào. Mình sẽ đặt cuốn sách vào đây. Khi các bạn đặt cuốn sách vào thì cậu bé kia đã mở cho các bạn một căn phòng bí mật. Thì trong đây sẽ có hai quả bom. Mình sẽ đi đặt hai quả bom này. Một quả tận trong cung và một quả ngoài. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Scary Dead Chapter. Let's go. Ồ, cái này để điều khiển ở bên tay phải.
Anh sang này có 12 à? Mình sẽ đi bắt anh ta. Chỗ nào đây? Chọn đường bên này. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. See you in here. So, Suvira. Let's go. So, một nơi toàn sương mù luôn. See you in here. Và chẳng lẽ là ở trong một ngôi nhà này. Rất là kỳ cục. Wow. Ok, mình sẽ đột nhập vào trong ngôi nhà. Wow, bị đánh luôn. Tại thì mình đang bị khóa. Không có cách nào để mở khóa không? Rất là tối luôn, rất khó nhìn. Đây là trên giường, trên một căn phòng, phòng này không có gì. Thế thì mình phải ra ngoài thôi. Xuống cầu thang. Ôi nhưng mà, xin hiểu đang ở đây. Chẳng biết nó đi đâu vậy. Mình phải đi tìm chỗ... và còng tay. Đây rồi. Ok, đã thành công. Rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.